Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì công việc xe cộ, nhà về thì chỉ đi về chỉ ăn ra nằm ngủ. Trời ơi, sướng vậy đó, làm chủ mà, phải không? Đám cưới rồi có lo được cho vợ con không? Không, chuyện đám cưới thì nói chung ra thì cái đó tài khoản là có sẵn. Cái tài khoản ai không có, vấn đề có nhiêu tiền trong tài khoản đó chứ. Cũng được hơn vài tỷ. Trời ơi, vài tỷ. Và bây giờ thì chúng ta đến với chương trình hẹn hò trước khi là ẩm thực. Bạn trai thì ngồi đây rồi. Ui, rất là xinh xinh, một món quà rất dễ thương. Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái vào ngay nha. Rồi, mời em gái. Mời em ngồi xuống. Tháo mặt nạ ra nha. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Em tên là Phạm Văn Tâm, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1985, quê quán thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hiện nay đang làm công việc gì? Em đang làm tài xế xe tải của em. Xe tải nhà luôn. Đang sống với ai? Một mình độc thân. Một mình độc thân mà làm gì lái hai chiếc xe tải? Mới mua chiếc, mới mua vừa xong. Rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ mất 21 năm. Nhưng mà có anh chị em gì không? Có, nhà 5 anh chị em. Em là người Úc. Rồi vậy cái nhà mình đang ở là sao? Nhà ba mẹ để lại hay sao? Nhà của em mới mua sau này thôi. Còn cái nhà ba mẹ cho là bán rồi? Bán rồi. Xe tải chở cái gì? Như chở hàng cho công ty. Rồi chị hiểu rồi, coi như mình làm tư nhân. Mời em gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam kế bên và tất cả mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Bùi Thị Thanh Thủy, sinh năm 1984, quê em ở Long An. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại là em đang học nail và spa. Giờ mình đang ở với ai? Hiện tại là em ở một mình ạ. Ở nhà thuê? Dạ đúng rồi, em ở trọ. Rồi chứ hồi trước giờ lên là làm gì mà giờ mới đang đi học? Dạ lúc trước thì em lên thì em đi làm rất là nhiều ngành nghề. Thì sau đó thì em có làm ở công ty Bao Gen ở Bình Tân. Đợt dịch vừa rồi á, thì do ảnh hưởng của dịch công ty của em bị giải thể, thì nên là em đi học nail và spa. Có đồng anh chị em không? Nhà em thì có hai chị em. Em là Úc. Có dành dụng được đồng nào chưa? Dạ thì mình đi làm mình phải lo xa chứ. Rồi thôi vậy là tốt rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì công việc xe cộ, nhà về thì chỉ đi về chỉ ăn ra nằm ngủ. Trời ơi, sướng vậy đó, làm chủ mà, phải không? Thích chạy chạy, thích không ăn ra nằm ngủ. Không chạy sao có tiền, chị nói sao kỳ vậy. Mà giờ nói thiệt là vừa ngoài nhà hai chiếc xe rồi có vốn không? Cũng được, ít. Ít là nhiêu? Về đám cưới rồi có lo được cho vợ con không? Không, chuyện đám cưới thì nói chung ra thì cái đó tài khoản là có sẵn. Cái tài khoản ai không có, vấn đề có nhiêu tiền trong tài khoản đó chứ. Cũng được hơn vài tỷ. Trời ơi, vài tỷ? Vài một tỷ Ngoài một tỷ hết hồn. Trời ơi, nè, có nhà nha, có hai chiếc xe tải nha, công việc ổn định nè, có tiền tỷ trong tay nữa nha, tuổi trẻ tài cao. Được, nãy nói sinh năm 8 mấy? 85. 85 nha. Nghe chưa, người ta 85, người ta có vài tỷ, có nhà, có xe rồi kìa. Rồi, còn em thì sao? Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Còn điểm yếu của mình là gì? Về xong rồi nhà cũng hay nấu ăn, rồi hay đi ca hát, chơi với mấy cậu gì vậy thôi. Rồi có biết làm công việc nhà không? Giặt giũ, ăn uống gì đó, nấu nướng có biết làm không? Nấu ăn thì nói chung là cũng không có ngon lắm, mà cỡ như người ta nấu là được. Quá tốt rồi. Nhưng mà nếu sau này mình lấy vợ về, mình có phụ vợ công việc nhà không nè? Ok, viết tôi chốt rồi đó. Bên này điểm mạnh điểm yếu mình sao? Điểm mạnh của em á thì của em là vui vẻ, em vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu của em á thì em không có biết ca hát, với lại em sợ ma mà sống mình. Dạ, tại vì mẹ với chị ở dưới rồi, có mình em thì em phải lo thôi. Hàng ngày có đi làm về rồi có thời gian đi chơi không? Em lo làm đó. Bạn bè thì cũng có giao tiếp nhưng mà chưa, chắc là em nghĩ chưa tới nhiên á. Bây giờ tình trường sao nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình, cũng là mối tình đầu 9 năm ạ. 9 năm? Dạ. Trời ơi, quen gì lâu dữ vậy em? Tụi em thì cũng dự tính tới là để đi xa đó. Nên mới quen nhau 9 năm. Sao không được? Nhưng mà tại vì cuối cùng thì em phát hiện ra là bạn đó có quen một người nữa, nên là em với bạn đó chia tay. Dẹp bỏ quá khứ sang trang. Mình chưa mở lòng hay là mình chưa gặp thấy đối tượng khác? Thời gian có khoảng 2 năm sau thì bắt đầu là em mới là đi làm qua cái kênh đó, rồi thì em bắt đầu là mới
mở lòng ra. Nhưng mà khi em mở lòng thì em gặp nhiều bạn chỉ đi uống nước rồi uống cà phê đi tìm hiểu thôi, theo cái sở thích của bạn thì không có phù hợp với không hợp với em. Dạ, có bạn thì vừa mới quen thôi mà bạn đòi rủ em đi đi khách sạn này kia thì cái đó không có được rồi. Dạ, nhiều khi bạn hỏi mượn tiền thì đó lại không được nữa. Trời ơi, thêm một nhiều khi bạn rủ đi chơi kia nữa cũng không thể được. Cuối cùng là trớt quớt, vô đâu hết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em vẫn khao khát và vẫn tin tưởng vào một tình yêu trong tương lai nó sẽ đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe tình trường của cổ thấy sao? Thấy bạn kia nói chuyện cũng thật dễ thương, giọng nói cũng nghe ngọt. Theo như em dự đoán cũng xinh gái. Xinh chứ sao không xinh, trời ơi xinh lắm á. Rồi tình trường của em thì sao nè? Tình trường của em có một mối tình 2009, có quen một người, quen cũng được 4-5 năm. Người đó chê em nghèo. Lúc đó chưa có nhà, chưa có xe phải không? Có nhà nhưng mà đang chạy xe mướn. Thì em cũng nói thật lòng là em nói hồi đó là em đi chạy xe mướn, xe khách cho người ta mới lấy bằng. Sau đó, thời gian đó, ông anh cuối năm 2013, đầu năm 2014 thì ông anh ông trúng 8 tờ số. Trời, bị anh ruột đúng 8 tờ số đặc biệt. 5 tờ anh ủi, 3 tờ đặc biệt là 5 tỷ. Cho em còn nào không? Có cho vốn làm ăn chứ, nó phải cắt đầu lên được chứ. Là cũng nhờ gia đình hỗ trợ giúp đỡ phải không? Cũng nhờ. Rồi sau một thời gian đó chia tay xong cỡ 2 năm, em quen một người là năm 2015, là tới năm 2017 em đi lấy gom tiền nước về, nước khoáng. Nhà có công ty nhỏ nước khoáng, đi bỏ cái em gom tiền về em bị tai nạn. Ý gì? Gãy giò, gãy xương dài phải không? Là bắt đầu là chia tay luôn. Nằm mất bao lâu? Nằm hết 1 năm trường đi 6 tháng đi này. Bây giờ đi lại đôi bình thường chưa? Bình thường. Chút xíu nữa đi vòng chạy vòng tôi coi nha. Chạy không được, mỏi giò lắm rồi, chạy cả ngày đêm biết bây giờ đuối lắm rồi. Nhưng mà mạnh khỏe không? Trời, khỏe như trâu. Chết nổi không? Từ nào giờ đâu có làm mấy chuyện đó đâu hết chắc nha. Trời, với 50 ký đã nhá một lên à. 50 ký ẩm cái một lên. Ẩm một lên là một chuyện mà nó khỏe trong người không? Mà trời, chân cảnh đi đâu. Ok không? Đi ok. Rồi chút xíu nữa mình kiểm tra nha cưng nha. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người đó chỉ đi về phụ công việc nhà chứ coi nhà. Thì ngày nào ở nhà đó thì có cái vườn. Có vườn gì? Có nhà có vườn mít. Nhà có vườn mít? Có bao nhiêu gốc? Có 50 gốc. Trời ơi sao nhà giàu vậy? Cá về cho cá ăn cho gà. Cá gì? Cá thịt tượng, cá hai tượng. Cha, nhưng mà giờ là vậy là lấy vợ về là coi vườn rồi trồng mít với lại coi câu cá rồi này kia thôi. Giả sử giờ vợ muốn đi ra ngoài đi làm được không? Cái đó là chuyện của vợ, muốn đi làm hay cho đi làm. Nãy giờ khai lòi ra tùm lum hết trơn, nãy hai chiếc xe tải giờ thêm tới 50 gốc mít rồi mới ao cá rồi nữa. Rồi đó, còn gì nữa không? Nhà giờ chỉ út thì nhà nói chung mấy bà gì cũng kêu không lấy, mà đang làm công việc trong chở hàng đồ, thời gian không có. Nhiều khi quen được bạn gái nếu mà tìm được người ý hợp thời gian đó để dành cho bạn gái, như ngày nào nghỉ xe không chạy thì mình xuống mình phải chơi. Có thời gian chăm sóc bạn gái mới lấy vợ được nha, chứ không phải có tiền có nhà là có vợ đâu à, chưa chắc đâu à. Đúng, chính xác. Chính xác. Rồi em muốn tìm người bạn chồng tương lai như thế nào? Một người sống tình cảm ạ, có ý chí cầu tiến, có đạo đức, với lại nếu mà vui vẻ thì càng tốt. Tại vì tính của em là hay vui vẻ, em hay chọc ghẹo lắm ạ. Bây giờ thí dụ lên Bình Phước làm dâu đi không? Dạ được ạ, tại vì xưa tới giờ là em độc lập một mình. Chứ chị thấy anh này mà biểu anh xuống thành phố cũng khó à, tại nhà cửa cơ ngơi trên đó xuống như này cũng khó. Là xuống đâu không quan trọng, mà quan trọng là hai người cùng hướng với nhau. Nghĩa là em cũng sẵn sàng lấy chồng xa đúng không? Sẵn sàng đi qua đi tới xứ nhà chồng đi làm dâu là vẫn đi được đúng không? Dạ đúng rồi. Không nói làm dâu nhưng mà ý là qua nhà chồng ở, chứ anh này là một cô cha mẹ. Hai người cùng hướng với nhau, cùng đi với nhau thì cái đó không quan trọng. Đúng rồi. Rồi đâu bây giờ cho chị xem hình ảnh nữa nè, mình có hình ảnh không? Thôi bây giờ em coi đi, bây giờ nè. Đó, trong 4 cô gái này nè cho em lựa đó. Chị thử coi cổ đâu. Này. Đâu ai đâu ai đâu? Sao là chị, sao chỉ cô đó? Thì thấy nó xinh đẹp, xinh gái xinh, đẹp gái. Nói cầm đi. Bây giờ em đoán thử cái cô gái bên này như thế nào. Đố em cổ cao thấp mập ốm. Chắc gì vừa người. Đố bạn gái, bạn trai bên này như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là ảnh ốm. Có ốm. Mắt mũi miệng tóc tai quần áo cao thấp. Em nghĩ là ảnh sẽ đơn giản. Đơn giản. Có đơn giản nhưng chỉnh chu. Gì nữa không? Em có thích bạn trai ngoại hình như thế nào không? Dạ em thích bạn trai, nếu mà được thì bạn cao 1m63 thì em nghĩ là
sẽ rất là tốt, nhưng mà nếu mà không được như vậy thì cũng không sao đó bạn. Em cao mét mấy? À, em cao mét 1m57 ạ. 1m57, em cao mét mấy? Thay thiệt. 63 hả? Nhưng mà con gái cao lén. Bây giờ em có quan trọng về cái ngoại hình bạn trai không? Ngoại hình thì ai cũng có một cái sở thích. Thì em thích là cao 1m63. Rồi. Nhưng mà không được thì cũng không sao, mà quan trọng là tính tình của bạn tốt rồi được rồi. Rồi. À. Bây giờ một chàng trai cao 1m65 luôn nè. Đẹp trai cao ráo nè. Công việc không ổn định, còn lông bông lêu bêu ở nhà thuê nhà trọ. Một anh chàng cao 1m60 thôi nè. Mặt mày chỉ chân chất, hiền lành, có nhà cửa, công việc sự nghiệp đàng hoàng. Em chọn ai? Em được chọn một trong hai, không có được mà vừa có tiền mà vừa đẹp trai là không có. Nếu có là chị hốt hết rồi. Em chọn tính tình, nếu mà anh nào tính tình tốt thì em sẽ chọn anh đó. Phải không? Tôi nói vậy thôi để mọi người có thêm những cái suy nghĩ ha. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay về đối phương có đúng hay không nha. Quê em ở Long An mà, mời chỗ nào là? À dạ, em ở Cần Đước anh. Xã nào? À, xã Long Trạch. Rồi, tặng quà đi nè. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Trời ơi, chàng trai ga lăng lắm nha, bởi vì có điều kiện có khác nha. Có bông, có quà rồi nữa nha. Đó, tặng bạn gái luôn. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thấy người ta vậy chứ người ta chất lượng. Còn bên đây? Dạ, em tới đây em cũng có một tấm lòng, có một món quà em gửi tặng anh ạ. Rồi, rồi ngồi xuống tâm sự nha. Ôi, món quà này món quà gì vậy cưng? À, dạ, đây là bóp, em gửi tặng bạn một cái bóp nam. Bóp? Tại vì thường thường em nghĩ là bạn sẽ cần nha. Anh lấy cái bóp ra nhưng mà đi đâu anh cũng đem theo nó theo người, là lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hai mắt chớp chớp, thấy không có điện rồi nha. Bây giờ các cưng sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để trò chuyện với nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn ha, trình bày rất đẹp mắt. Đây là món sườn heo nướng và xôi của nhà hàng Indochine. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau, có hẹn hò, có hỏi gì đó, mình đang ở xa nè. Coi yêu đương hẹn hò cái kiểu gì đây, bao lâu gặp nhau một lần, quan điểm tình yêu hôn nhân, tiền bạc ai quản lý. Chỉ có 5 phút thôi, chị Tường sẽ quay trở lại, ok? Mời hai bạn ngon miệng. Mời em được. Dạ, dạ, em mời anh ạ. Dạ. Học nghèo bao lâu chưa? Xin học đâu. À, em cũng mới học thôi ạ. Mới đây sao vậy? Dạ đúng rồi, tại vì định của em là em cũng muốn làm nghề, có thể là mở tiệm được. Em muốn làm nail à? Dạ nail với spa, mình có thể mình mở một tiệm để mình ổn định ạ. Cái đó thì được, ok. Dạ. Thường thường em có thích như là một người yêu, là người bạn trai của mình đi. Thì người đó đi chạy xe lo công việc thì em có hay ở nhà, có hay ghen tương vậy không? Người yêu của em mà tạo được cái sự tin tưởng á, thì em nghĩ là bạn có công việc như thế nào thì em sẽ ủng hộ bạn, cho em một cái sự tin tưởng. Cái đó thì anh sẽ làm được với em. Dạ. Anh không nói trước được những điều gì, nhưng mà mỗi cái mối quan hệ, một công việc gì đó, mình trân trọng người ta mới trân trọng mình. Dạ đúng rồi ạ. Ví dụ anh đi chạy xe cho người ta nhiều khi rồi nó cũng tiếp xúc. Cái đó là không phải mình chạy xe để mình ngồi im được. Mình không tiếp xúc làm sao mà người ta muốn mình được. Anh đi đâu thì nếu mà quen em rồi anh đi đâu thì gọi cho anh đi chứ. Không ấy thì tại sao phải để nhà anh chứ trời. Dạ đúng rồi. Cho khỏi em, tôi má công lắm. Má công nhiều khi ra đường chuyện làm ăn của anh. Dạ. Phải đi tiếp nhiều, suốt nhiều cô mà trong công ty, công việc đâu đó. Thì nó nhiều sợ, anh sợ cái mối quan hệ nó em ghen rồi nó không có tốt được. Dạ, à, nếu mà có cái vấn đề gì thì người ta mới ghen thôi ạ. Anh không hề vấn đề, trời, anh sẵn sàng. À, thí dụ trong lúc thí dụ mà đang nói chuyện với người ta thì sẵn sàng mở Zalo hoặc mình kết bạn qua Facebook là mở trực tiếp luôn cho coi, đang làm công việc đó, đang ngồi trên xe hay dự đi mệt ghé cái quán nào uống cà phê hay dụ là một ly nước gì đó sẽ trực tiếp, chứ mình không gián tiếp được qua cái, nhiều khi cái điện thoại nó không tin tưởng. Yeah. Như anh nói gia đình anh như vậy thì em sẽ về em làm dâu thôi. Em chấp nhận làm dâu sao? À, em nghĩ nếu mà hai người yêu thương nhau thì chuyện đồng dâu thì cũng là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà là không làm dâu cho cha mẹ nữa, làm dâu cho anh. cái đó em nghĩ là nhiệm vụ á. Về làm dâu rồi biết đâu nữa anh về anh làm dâu rồi sao? Dạ nếu được như vậy thì chắc là mẹ em sẽ rất là vui ạ. Nhưng mà nhà thì em có hay nấu ăn gì không? Ở nhà thì em tự nấu.
tự nấu rồi tự ăn, còn cái nào về gia đình thì em gia sẽ nấu cho hả? Gia đình hoặc là dạ thì cái chuyện nấu ăn anh không quan trọng à, anh quan trọng thì tình cảm. Thí dụ em đi công việc em về em mệt thì cứ nấu ăn, nấu ăn hoặc giặt đồ lau nhà rửa chén, nấu ăn làm một chút xíu là xong, không có gì hết. Mình thấy đó công việc mình cũng đi làm mệt mà mình thương người phụ nữ là mình phải chiều chuộng đó. Thì nhiều lúc mình mệt thì mình về mình nói ờ em phải bữa nay anh đi làm về công việc đó mệt, ờ em có thể dọn cơm cho anh ăn hoặc ờ giặt cho anh bộ đồ vậy, thì mình sẽ nói nhau. Đúng rồi ạ. À, nếu như mà mình có cái gì góp ý thì mình nói với nhau. Ừ. Rồi thì đúng rồi. Cái đó là sự mọi sự trong việc đây. Dạ. Nhưng mà em lớn tuổi hơn anh 1 tuổi thì cái trò chuyện tuổi tác nó không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề đây là mình chỉ cần tôn trọng tình cảm với nhau là sau này mình tin tưởng với nhau. Thí dụ em ngày nào em rảnh thì anh chạy xe anh bỏ hàng ở đây thì anh phải ghé qua, anh gửi xe anh ghé qua chơi với em hoặc đôi lúc rồi đi cà phê cà pháo, anh cũng muốn về sớm để cho mỗi ai công việc nó làm ăn nó chỉnh chu ha. Không muốn đi chơi khuya, nhiều khi khuya về mình không có thời gian để mình ngủ sao. Giấc ngủ là quan trọng, chỉ cần hai người đồng lòng là được. Thì đúng rồi, người cho anh xin lỗi có nói câu này. Người đó đây nói á là đã nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà không đồng lòng mình vợ bắt ra bóc bọc ni lông thôi chứ không có làm cái gì hơn được hết á. Gốc rẽ ghê, lanh thấy sợ luôn, đúng là một thân một mình mà tạo dựng sự nghiệp nha, lanh thiệt là lanh luôn. Bây giờ hỏi một câu thôi nè, lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Cái này suy nghĩ cho kỹ tiền, nha. Tiền bạc cho quản lý, đi đâu ví dụ chạy trong một cái chuyến đó ví dụ một tháng 10 triệu đưa hết xin 1 triệu bỏ túi. Ôi, nhiều thôi xin 1 triệu nữa. Rồi, không cái đó bị đen bị đỏ không? Không, đã mình xác nhận là mình phải chỉnh chu, đi đâu mình nói đi đó. Ví dụ bữa nay ví dụ đi làm ăn cái công việc đó hoặc trả cho cái hàng đó, người đó mời mình đi ví dụ uống một lon thì nói ờ em bữa nay có người bạn đó trả hàng cho người ta món hàng quen, ờ cho anh đi uống, không cho uống ở nhà không có vợ gì mà thôi đừng có sợ vợ quá, mình tôn trọng vợ được rồi. Cái đó là sự tôn trọng, mình đi đâu ok vậy là được rồi. Miên thành thật với vợ, chị nghĩ như nè, vợ chồng yêu thương nhau có gì cứ chia sẻ với nhau hết là được. À, thật ra thời buổi này để tìm được một người mà yêu thương mình thật lòng để mà mình có thể tin tưởng rất khó. Cụ thể bây giờ hai đứa em ở xa nè, thí dụ giờ tuần ảnh xuống thăm em lần, lên thăm em lần đi. Dạ. Bây giờ giả tỷ như hôm đó ảnh bận quá hoặc ảnh bệnh ảnh không lên thăm em được thì em có sẵn sàng đi về quê ảnh thăm ảnh không? Dạ em sẵn sàng, em chạy xuống dưới em thăm ảnh. À, nếu như mà ảnh có công việc gì mà. Hồi nãy giờ có hỏi cái vụ ở xa nhau chưa? Bây giờ là ở xa nhau. Bao lâu vậy, chạy từ dưới rồi đó lên thành phố bao lâu? 2 tiếng. Bao lâu gặp nhau một lần? Bao nhiêu thì, bao lâu? Nếu mà em muốn cho anh gặp, ví dụ thời gian nào em rảnh, em cứ nói anh, ví dụ ban ngày rảnh ngày nay chiều nay em nói, ví dụ ngày mai em rảnh là anh thu xếp công việc rồi xe hai em sẽ chắc là sẽ đi thôi. Dễ thương. Mình chơi một cái trò chơi nữa chút xíu nữa mình ra ngoài mình ăn sau nha. Đây là những cái lá thăm của chương trình, có những cái yêu cầu chương trình đưa ra để giúp cho hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, để đo được cảm xúc của mình trước khi đưa ra cái quyết định quan trọng là có hẹn hò với nhau hay không. Ưu tiên bạn gái bốc trước. Hai bạn ôm nhau 30 giây. Giây rồi nói cảm nhận. Wow, tuyệt vời. Mời hai em, bạn trai đứng lên. Đây là cũng một cái việc kiểm tra sức khỏe luôn nè, cho bạn gái kiểm tra, bạn gái hơi cao nha. Ồ, bạn trai vẫn cao hơn, được. Để mà mình đo cảm xúc rồi mình nói cảm nhận. Ôm thiệt chứ. Trời ơi, bạn trai mạnh mẽ, thô, mạnh mẽ, rất là quyết liệt. 30 giây, bắt đầu. Rồi, ổng ôm mà ổng không cần xin phép luôn. Bây giờ nắm tay nhau đi hai bạn, nắm tay nhau mình nhìn nhau. Mỗi người hãy nói cảm xúc của mình. Em nhìn anh, em thấy anh con người như thế nào? Em thấy anh là người cũng sống rất là tình cảm à, một người mà có thể tin tưởng được ạ. À. Sao em rung với anh? Bình thường đi. Dạ, anh cảm nhận về em khi nào, khi như thế nào khi mà mới gặp em ạ? À? Cảm nhận con người em xinh xắn nè, đẹp gái nè, nói chuyện dễ thương, công việc thì cũng muốn gì thì về anh lo, không có gì hết, em sẽ tặng quản lý chứ anh không có, anh như là người
làm dâu với em vậy đó. Mà chị hỏi nó nghe nè, bây giờ cô gái nói thiệt nè, sao bạn trai ôm một cái em cho ôm liền, em không phản kháng, mà tôi thấy ôm mà sao nghiêng 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 đầu xuống kiểm tra mùi hay gì vậy? Dạ không, em vẫn ôm bạn, nhưng mà có nghĩa là mình cũng giữ khoảng cách chút xíu. À, là né đó hả? Dễ thương. Rồi về chỗ ha, đo được chiều cao luôn nè ha. Tới phiên bạn trai, đọc lớn lên yêu cầu trong đó coi nè. Cô gái yêu cầu bạn trai thể hiện một trong vận động nói trên sức mạnh đàn người đàn ông. Trời ơi, y như hồi nãy tôi không có muốn nè. Cái này tình cờ bạn ấy bóc nè. Anh ấy có một thời gian đã bị tai nạn đó, một năm lận đó. Em thử vừa vừa thôi. À, sức mạnh của đàn ông hả? Ừ, em yêu cầu đi, anh sẽ làm. À... đâu phải chị, em bóc mà. Em nhìn chị gì? À, theo anh thì anh có thể làm anh có thể làm gì được, anh có sở trường gì ạ? Anh thì anh chỉ công việc chạy xe thôi, đi bóc hàng. Nhưng bây giờ làm sao để người ta biết mình khỏe mạnh? Cho anh ôm em một cái. Chị ôm thì em sức mạnh hết trời. Một cái ẩm. À, ẩm, xin phép ẩm lên được không? Để thể hiện sức mạnh. Em tại vì ảnh đang bệnh nên em sợ là ảnh bệnh hồi xưa thôi. Bệnh đó mà bệnh, người ta hồi xưa bị tai nạn, bây giờ người ta khỏe rồi. Ảnh cầm vô lăng thì nhẹ hơn em thì nặng lắm thì em sợ. Không làm em té hay gì. Bây giờ chỉ cần ẩm nhất lên cái vậy là người ta khỏe rồi, được chưa? À, dạ được. Được, mời em. Bảo trọng nha. Cô làm quá sức. Anh nhắm anh cầm được không vậy? Được chứ. Mặc quần ẩm được, thoải mái. Rồi, quá sức rồi, quá sức, khỏe mạnh luôn. Ủa lẹ quá vậy cưng. Trời ơi, hả? Cho ẩm mà, phải ẩm lẹ. Cho ẩm sao? Ẩm lẹ hả? Sợ tao đổi ý hả? Trời đổi sao? Được, khỏe. Nói chứ ôm xe tải cũng phải có, phải khỏe mới được. Chân cẳng rồi phải đạp thắng, đạp gôn, đạp ga cũng cực lắm đúng không? Không, khỏe, không đến nổi. Được, đồng ý, duyệt. Nãy giờ nói hết rồi, không còn gì để nói nữa hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ. Đây có phải là cái người mình có thể gửi gắm tình cảm được hay không? 30 phút ở chương trình đương nhiên không đủ để hiểu được nhau. Tôi cho bạn trai thêm một cơ hội nữa. Em có muốn nói gì đó tỏ tình với bạn gái không? Chứ tôi biết trong ánh mắt em là rạng ngời rồi đó. Em có muốn hát một bài hát tỏ tình với bạn gái hay không? Cho em 30 giây. Bây giờ tuổi mình là cũng lớn rồi đó. Thì mình cho nhau một cái cơ hội để hẹn hò. Nhiều khi đến lúc của kết cục thì mình cũng vẫn là của nhau suốt cả đời. Anh sẽ không cho em phải mà lo ngại gì vấn đề của anh đâu. Công việc là anh làm, còn con sự tài phản thì giao cho em. Trời ơi, muốn vợ lắm mà không chịu đèn lắm rồi. Tôi làm bằng chứng. Giờ hát câu cho nó tình cảm chút coi, nãy giờ thể lực đồ mệt quá, hát câu coi nè. Ủng hộ ảnh nha. Cho em hát bản Bánh Xuân Trà. Tôi về đây thăm lại người yêu cũ, dòng sông xưa sao vắng lặng chuyến đò đưa. Em đâu rồi cô lái đò xin thăm, lòng băn khoăn thương nhớ chuyện ngày xưa. Trời ơi, ông uốn éo từng chữ luôn vậy đó. Đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò mình bấm thật mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1. Các bạn đã bấm nút rất nhanh dưới sự tán thưởng, tán dương và ủng hộ của rất nhiều người. Và hy vọng rằng cái quyết định ngày hôm nay không làm cho các bạn thất vọng về sau. Nhớ nha, hôm nay mình là đàn ông, mình nói cái gì trong chương trình, nói được là làm được. Chị rất là tin tưởng em, đừng làm chị thất vọng nha. Như cho anh xin nói câu. Nói đi em. Như em thí dụ một cái cây ra đi, đang đứng, mình nhắm giác nổi, mình mới cốt. Còn không giác nổi, đừng nên cốt người ta xuống. À, hiểu. Người ta chết, giữa dọc đường không ai nói là cái cây dính liền được đâu. Đó là một cái câu nói rất là nhân văn, cảm ơn em. À, chúc mừng hai bạn. Đây là một cái phần quà để cho em làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim, nhân tiện lên đây khoan về vội, đưa bạn gái đi xem phim nha. Chúc hai em sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Thấy chương trình giới thiệu cho mình, làm mai mối cho mình thì nói chung ra là người xinh, đẹp gái, dễ thương. Như đối với anh á, thì nói chung là anh nhìn qua cặp mắt là anh biết người đó không bấm là sẽ nói chuyện khác với mình liền. Còn người mà bấm á, thì nói chuyện rất ngọt ngào và dễ thương, họ để ý ánh mắt nhau.
anh này là ảnh là một người gần gũi thôi chứ không phải là một người xấu sang. Nhiều người á thì nói mình này kia chơi nghèo chơi ba, nhưng mà mình cũng nói chung là một cuộc sống nó cũng tự ái cái tự trên của mình chứ. Cái lúc đó là nói chung nhà cửa có, nhưng mà người ta nói mày nghèo quá. Bạn này theo em thấy là bạn nói được là bạn sẽ làm được. Bạn này là một bạn có rất là có bản lĩnh à. Mình cứ ra đường là cái bước chân mình á, mình cứ nhìn lên mình đi, mình đừng nhìn xuống. Cảm xúc của em là em rất là vui, tại vì nhờ có chương trình mà em gặp được một người mà cũng giống như là mong muốn của em ạ. Thì em thấy bạn này là một người mà có thể là cho em sự an toàn được. Bạn thì bạn cũng là một người mạnh dạng, thường thường gọi là mạnh mẽ của một người đàn ông, nhưng mà không có gây nguy hiểm cho em ạ. Nếu mà mình chọn một người để mình đi tới hôn nhân thì mình nên chọn tính tình. Người ta nói là xa mặt mặt cách lòng, nhưng mà nếu mà trái tim hướng về nhau thì chắc là em nghĩ là không có cách lòng. Cảm ơn nha, bây giờ hôn một cái nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt nè. Ông này ông không có xin phép đâu, ông mất luôn à. Em can hôn cánh nè. Dễ thương. Kính thưa quý vị, không còn gì vui hơn khi mà mình làm mai mối mà các bạn ấy đồng cảm với nhau và chọn là cùng cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình, và cũng xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Dễ thương quá à, hai đứa dễ thương quá à.